Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay cơn bão Bofa với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 17, cấp 18 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão sẽ cách phía bắc của đảo Palawan của Philippines khoảng 130 km về phía đông nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống ở còn cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Và đến 7 giờ ngày 6 tháng 12, vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 350 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Về tình hình thời tiết trên đất liền thì ngay trong đêm muộn ngày hôm nay, rạng sáng ngày mai, không khí lạnh cường độ mạnh sẽ lại tràn về miền Bắc, nhiệt độ sụt giảm mạnh mẽ, trời chuyển rét đậm vào sáng sớm với mức nhiệt khoảng từ 14 đến 15 độ ở đồng bằng Trung Du và từ 9 đến 11 độ ở vùng núi cao như là tại Sapa, Sìn Hồ, Mộc Châu hay Bắc Hà. Tới ngày 7 tháng 12 thì ngay khi khối khí lạnh cũ bắt đầu có xu hướng lệch đông thì một luồng khí lạnh mới lại được tăng cường xuống miền Bắc. Vâng, như vậy là trong 3 ngày tới, thời tiết miền Bắc liên tiếp đón nhận hai đợt không khí lạnh tăng cường với mức độ mạnh. Bà con nên sẵn sàng chuẩn bị những biện pháp tránh rét, tránh gió mùa cho cây trồng và vật nuôi. Thưa quý vị, sự tăng cường liên tiếp của gió mùa Đông Bắc gây ra mưa liên tục cho phía Bắc miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế trong 3 ngày tới. Có nơi xảy ra mưa vừa, nhiệt độ giảm thấp và trời rét. Phía Nam miền Trung thì trời cũng chuyển nhiều mây và có mưa rải rác tại phần phía Bắc từ chiều tối ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 và tới ngày mùng 7. Ở vùng ven biển, các tỉnh từ Quảng Ngãi tới Khánh Hòa sẽ chịu ảnh hưởng của bão Bofa gây mưa rào và dông mạnh cùng gió giật biển động. Ngư dân hoạt động trên vùng biển này cần liên tục theo dõi thời tiết biển. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nền nhiệt cũng giảm nhẹ trong các ngày sắp tới, đặc biệt là sương mù và sáng sớm sẽ lại xuất hiện ở khu vực Lâm Đồng, các tỉnh miền đông của Nam Bộ. Ngày trời vẫn có nắng nhiều nhưng không gắt và có lúc có mây bao phủ. Chiều tối các ngày mùng 5, ngày mùng 7 có mưa rào và dông rải rác ở vùng Bắc Tây Nguyên và vùng ven biển miền Nam Bộ. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì từ trưa ngày mai, ngày mùng 5 tháng 12, ở khu vực phía đông của khu vực giữa Biển Đông, gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Và sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mùng 5, trời nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét, gió đông bắc mạnh cấp 4, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ giảm thấp dần. Sang ngày mùng 6 thì trời còn nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sương mù, trưa chiều mỏng mây, hửng nắng rất yếu, trời rét, rét đậm về đêm và sáng. Sang đến ngày mùng 7, tiết trời nhiều mây và có mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4, giật cấp 6, cấp 7, trời rét, nhiệt giảm dần. Khu vực phía đông bắc bộ, trời duy trì nhiều mây. Vào ngày mùng 5, có mưa rào nhẹ rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 4, vùng ven biển cấp 5, cấp 6, nhiệt giảm, trời rét, rét đậm vào đêm và sáng. Sang ngày mùng 6, sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ ở vùng ven biển và Nam Đồng Bằng, trời rét. Sang ngày mùng 7, sương mù còn duy trì, chiều tối gió mùa về chuyển mưa rào nhẹ, gió đông bắc mạnh dần, nhiệt giảm thêm và trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, trời tiếp tục nhiều mây, mưa tăng dần cả về diện và lượng, có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to, gió mạnh lên cấp 4, nền nhiệt giảm từ 2 đến 3 độ, phía Bắc trời tiếp tục rét, phía Nam trời lạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trong 2 ngày tới, ngày có nắng, phía Bắc có mưa nhỏ ở một vài nơi, phía Nam không mưa, nhiệt độ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ. Sang ngày mùng 7, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng ven biển Khánh Hòa, Phú Yên có nơi có mưa vừa, mưa to, gió Bắc, Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, trời phổ biến là ít mưa, ngày trời có nắng và độ ẩm không khí ban trưa thấp, chỉ từ 50 đến 60%. Chiều tối ngày mùng 5 sẽ có mưa rào nhẹ ở một vài nơi ở khu vực Bắc Tây Nguyên. Chuyển sang khu vực Nam Bộ, tại đây ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vùng miền Đông, gió Đông Bắc có thể mang xâm nhập mặn đến vùng cửa sông các tỉnh Vũng Tàu, Long An, Bạc Liêu. Chiều tối vẫn xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi, mưa tăng lên diện rải rác trong chiều ngày 7 tháng 12. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, thời tiết xấu nhất trên vùng Bắc Biển Đông trong ngày mùng 5, gió Đông Bắc thường trực cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngày mùng 6, mùng 7 thì gió Đông Bắc giảm cấp nhưng vẫn duy trì ở cấp 6, cấp 7, biển động. Trong khi đó, tại vùng biển giữa và phía nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, trong ngày đầu duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5, tới ngày mùng 6, ngày mùng 7 thì tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.